Hello mọi người, mình là Miễu Yên và chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Trong vlog lần này mình sẽ đưa các bạn đến với buổi workshop nhảy đầu tiên trong cuộc đời của mình. Hãy cùng đi với mình tới cuối clip để xem là mình đã chuẩn bị những gì cho workshop lần này và workshop của mình đã diễn ra như thế nào nha. Không để mọi người phải chờ lâu nữa, mình cùng bắt đầu. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big One hour later. The next day. Tomorrow. Girlfriend, how you been? 어떻게 지내? 너도 알겠지 내가 바보 같은 남자란 거 무언가를 잃어버린 것처럼 불안해 그 안에 가슴이 구멍이 난 것처럼 허전해 여전해 한번 시작된 눈물은 대체 마르지가 않아 여태 혹시나 마주칠까 네가 자주 걷는 거리를 두리번 걸음을 바보 같은 내 모습 My baby love you so much forever you I'm gonna make you mine.
Vậy là buổi workshop của mình đã kết thúc như thế đó. Mình xin được cảm ơn các bạn leader của IU Team Dance rất nhiều vì đã tổ chức ra một hoạt động vô cùng lễ nghĩa và đã cho mình cơ hội để được chia sẻ điệu nhảy và bài hát yêu thích của mình đến cho mọi người. Xin cảm ơn 21 bạn đã tham gia buổi workshop của mình ngày hôm đó. Mình cảm ơn Huy Cao đã đến và quay cho em những thước phim vô cùng là đẹp đẽ. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến cuối clip và hẹn mọi người trong vlog lần sau. Bye bye!